Don, thank you. Xin cảm ơn anh Don và người đã chi trả tất cả những cái chi phí cho Vina Capital, hoạt động cho Vina Capital Foundation. Nếu không có anh thì các chương trình của Vina Capital Foundation như Critical Response hay Survive to Try hay là Bright to Pass sẽ không thể hoạt động được. Và tôn chỉ hoạt động của Vina Capital Foundation vẫn là luôn hướng tới các trẻ em Việt Nam đang cần sự giúp đỡ, đang gặp khó khăn. And of course, the other person that I want to thank, the person that hired me at the Vina Capital Foundation for Heartbeat Vietnam, is Robin. She's already been recognized and thanked. But Robin, it's so wonderful to have you back with us here at this special event and at the Star of Life event on the 29th of November, too. So thank you. It's wonderful to have you here. Don didn't have it exactly right. I'll stop there. Như quý vị cũng đã được lắng nghe phần chia sẻ vừa rồi từ ông Rat và anh Châu Lâm, thì trong 8 năm vừa qua, thì chúng tôi vẫn luôn đau đáu một cái sứ mệnh, đó là phải làm thế nào để giúp được ngày càng nhiều các em nhỏ có một cơ hội hồi sinh và mang đến những cái sự sống lần thứ hai cho các em. Trong 8 năm thì chúng tôi đã cùng chung tay giúp đỡ được 1.520 em. Đây là một con số không tưởng và cũng là một cái niềm rất là đỗi tự hào của những người đã làm nên chương trình Chia Sẻ Cuộc Đời. Và đây cũng sẽ là một cái động lực để thôi thúc chúng tôi cùng với chị Ngô Thanh Vân và Quỹ Nhịp Tim Việt Nam mạnh mẽ vượt qua được vô vàn những thử thách để tiếp tục thực hiện sứ mệnh của mình. Và để hiểu rõ hơn chặng đường mà Nhịp Tim Việt Nam đã đi qua và đồng hành cùng với Chia Sẻ Cuộc Đời, thì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng hướng lên màn hình để theo dõi một clip ngắn. Nhưng trước khi chúng ta đến đó thì Nam xin phép được chuyển ngữ qua một chút để cho những vị khách đặc biệt của chúng ta có thể nắm bắt được thông tin. Distinguished guests, as you know, as you heard from Mr. Rat and Mr. Don Lam, throughout 8-year journey of Scarf Life, we have saved 1,520 children. And the healthiness of a child, we release the burden on parents' shoulders. So we save the child, but we also save the family. The number of 1,520 children exceeds our expectation and our promise. And it also be our motivation to overcome many, many difficulties and accomplish our mission. And right now, please pay attention to the screen to enjoy the short clip show the journey of Scarf Life. Thank you. Chữa thì hầu như tất cả các em bé bị bệnh tim bẩm sinh là họ được sinh ra ở trong những cái vùng sâu vùng xa và rất xa lắm, và gia đình của họ thì không có đủ tài chính để cho các em được mổ tim. Mỗi một ca mổ thì có thể nói là nó dao động từ 100 triệu cho tới cao hơn nữa, từ 20 triệu cho đến 100 triệu. Thì đây là một cái chi phí rất là lớn cho một cái gia đình có thu nhập thấp. Và hầu như tất cả những cái gia đình này khi mà sinh con họ ra thì họ không có khả năng chi trả cho những ca mổ. Bà kể rằng là có những lần bà đi gặp những em bé và nhìn thấy họ khóc. Nhưng mà điều đó thì nó, cái điều mà để lại cái ấn tượng sâu sắc hơn cho bà đó là nhìn thấy những cái giọt nước mắt từ cha từ mẹ. Họ trở nên rất là bất lực, bởi vì khi mà thấy đứa con của mình đang đứng trước một cái chết và không có thể làm bất cứ một cái điều gì để có thể bảo toàn cái mạng sống cho con mình. Và đó là trong những cái ấn tượng mà bà cảm thấy rằng là cái hành trình của mình phải bắt đầu, mình phải làm một cái gì đó để có thể cứu giúp các em. 1, 2, 3. Và tổ chức cũng xin được trân trọng kính mời tất cả các quý vị khách mời và các anh chị em phóng viên. Nếu chúng ta chưa chụp hình lưu niệm cùng với chương trình thì chúng ta có thể di chuyển bằng thang bộ xuống dưới tầng trệt để có những bức hình lưu niệm cùng với chương trình. Và xin được chân thành cảm ơn sự hiện diện và sự ủng hộ của tất cả quý vị. Một tấm ạ. 2, 3. Cảm ơn.